chào các bạn, mình tên là Nguyễn Kim Ngân, mình đến từ thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay mình vừa mới nhận được visa du học Mỹ. Thì nói chung tới bây giờ mình cũng còn hoang mang lắm, chắc là vui quá tại vì đậu á, cho nên là cũng vui lắm. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái vấn đề mà mình đậu visa ngày hôm nay. Thì nói chung tâm lý mà cái lúc đầu đi phỏng vấn ai cũng run á, thậm chí Ngân đây cũng vậy, run lắm. Bước vô mà lấy dấu vân tay hay gì mình cũng hay bị run, cũng quýu. Nhưng mà khi mà vô gặp lãnh sự quán thì không biết hôm nay mình Ngân có may mắn hay không, nhưng mà cái chú đó dễ thương lắm, nói chuyện cũng nói chung làm cho mình cảm thấy không còn cái gì gọi là run nữa. Rồi họ cũng hỏi những cái câu mà công ty anh Khôi hoặc là anh đã dạy cho mình rất là kỹ. Nói chung hầu như những câu đó đều nằm trong bài phỏng vấn hết, đều nằm trong cái những gì mà thầy Khôi và anh Lo Anh chỉ. Cho nên là các bạn cứ học thật kỹ đi, bình tĩnh, nói chung thì cứ bình tĩnh, tự tin vô đó cứ cười hai xong rồi cũng như Ngân vậy đó. Rồi trả lời to rõ nữa nha, tại vì khi mà vô đó thì chỉ có một cái tấm kính nhỏ xíu thôi, cho nên là cứ trả lời to lên, đừng có ngại ngùng, đừng có sợ những cái người mà sau lưng mình nghe mình nói gì hay gì. Hôm nay Ngân trả lời cũng không trả lời tiếng Anh được thì Ngân trả lời tiếng Việt luôn, tại vì lãnh sự quán không biết nói tiếng Việt cho mình. Lý do mà Ngân chọn Mỹ đi du học á là vì Mỹ thì ai cũng muốn đi rồi, là một cái đất nước mà phát triển nhất thế giới rồi, với lại Ngân có người thân bên Mỹ, cho nên là Ngân chọn Mỹ đi du học, đó là cái mà Ngân muốn. Du học ở Mỹ thì Ngân có thể có được cái bằng quốc tế, và cái ước mơ của Ngân sau này đó là làm ở bệnh viện FV, cho nên là Ngân muốn đi du học Mỹ để có một cái bằng đó, và khi quay trở về Việt Nam Ngân sẽ apply vô bệnh viện đó để làm. Qua Mỹ Ngân học trường Santa Ana College. Santa Ana College là một cái trường mà lâu đời nhất của bang California. Học phí thì hợp lý, 100 năm kinh nghiệm. Cái mà Ngân ưu tiên nhất đó là gần nhà của cậu Ngân. Thực sự thì mới đầu Ngân không biết công ty Tân Đại Dương là ở đâu hết. Khi mà có ý định đi du học Mỹ thì Ngân hỏi thăm bạn bè Ngân đi qua Mỹ, thì có một bạn đã chia sẻ là chọn Tân Đại Dương đi Ngân. Thế là Ngân lên mạng theo dõi cũng lâu lắm, rồi những ai đậu visa hay gì Ngân đều xem những cái video đó hết. Và thế là cuối cùng Ngân chọn Tân Đại Dương làm hồ sơ để đi du học Mỹ, và Ngân đã thành công và Ngân đã đậu visa. Ngân thấy các anh chị ở Tân Đại Dương này rất là nhiệt tình. Người làm hồ sơ cho Ngân đó là chị Thúy. Những cái hồ sơ thiếu sót hay gì chị Thúy đều nói rất rõ, rồi cần học những cái gì, bổ sung những cái gì, hay là nói chung là các anh chị Tân Đại Dương rất là tận tụy trong cái việc mà giúp đỡ Ngân làm hồ sơ để đi du học. Thật sự thì Ngân đang làm tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nên không có nhiều thời gian cho cái hồ sơ của mình đâu. Và Ngân có một người chị cũng làm hồ sơ và đi chung với Ngân luôn. Tuần sau chị đó sẽ phỏng vấn. Thì những cái mà bổ sung hồ sơ hay đi lên công ty thì chị đó đều làm giùm Ngân hết. Ngân rất là ít có cái thời gian đi lên công ty, và chỉ có rảnh mỗi thứ bảy hàng tuần để lên học và phỏng vấn anh Khôi. Và tranh thủ những cái tuần đó mình cố gắng học, rồi cố gắng giao tiếp hay là hỏi anh Khôi cái gì không biết cứ hỏi anh Khôi là được hết. Ngân có một bài học chung với anh Bảo Anh. Thì ngày hôm đó thà hy sinh nghỉ một ngày làm ở bệnh viện luôn để đi học với anh Bảo Anh luôn, thì cảm thấy nó không uổng cái ngày học đó tí nào hết. Rất là vui, rất là thoải mái, cái tinh thần cũng rất là thích. Thậm chí mà anh vừa dậy xong mình cứ tin trời ơi sao ngày mai mình không đi phỏng vấn luôn đi cho rồi đó, nghĩ như vậy luôn á. Ngân có một lời khuyên cho các bạn, đó là việc đi du học thì đích thân mình là mình thực sự đi du học, mình thực sự muốn. Thì trong cái thâm tâm mình là cái gì mình cũng muốn chuẩn bị, cái gì mình cũng biết hết. Thì cái việc chuẩn bị hồ sơ mình cũng cảm giác như là phấn chấn, phấn khởi cho nó. Và cuối cùng thì rồi thì cái bộ hồ sơ mình cũng sẽ hoàn hảo, và những gì cũng giấy tờ đều là thật hết, thì chẳng có gì mà mình phải sợ hết. Mình chúc các bạn phỏng
phỏng vấn xong, mình và những bạn mà đang làm tại công ty Tân Đại Dương đều đậu visa giống như mình.